Dạ, em xin mến chào quý đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Ngọc Family Channel. Thì ngày hôm nay em mến chúc cho quý đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp thật là nhiều may mắn và thật là nhiều niềm vui. Bữa hôm nay em có một cái câu chuyện là cái câu chuyện có thật. Một cái câu chuyện cực kỳ sống động và có những cái giây phút kêu bằng là bất ngờ, sửng sốt khi biết được cái kết luôn. Thì câu chuyện này là câu chuyện có thật của nhỏ bạn thân của Ngọc kể cho Ngọc nghe. Và Ngọc nghĩ đây là cái câu chuyện hay quá và nó đầy cái kịch tính luôn. Cho nên là em xin phép gửi đến quý đại gia đình thân thương của mình. Cái câu chuyện này có tiêu đề cũng cực kỳ thú vị luôn. Phát hiện một sự thật vô cùng khủng khiếp. Và đêm tân hôn thì cái anh chú rể này nè, cái ông chồng á, cứ 3 phút là ông làm chuyện đó. Xong cứ 3 phút là ông mở cái mền ra để ông dòm xuống dưới. Và ông dòm xuống dưới để làm gì? Và tại sao lại nhìn xuống dưới? Và nhìn xuống dưới là cái kết ra làm sao? Thì mà mọi người cùng lắng nghe cái sự kêu bằng cái câu chuyện lạ này nha. Nhưng mà câu chuyện này là câu chuyện có thiệt luôn. Tại vì đây là cái câu chuyện của những bạn thân của Ngọc kể cho Ngọc nghe. Cho nên Ngọc xin phép gửi đến quý đại gia đình của mình ngay bây giờ luôn. Thì nhỏ bạn của Ngọc á, là nó có một cái xuất thân là kêu bằng là cha mẹ là bị bệnh, không may là bị ung thư mất hết rồi. Nhưng mà có cái là con nhỏ này nó sống với bà ngoại, nhưng được cái nó đẹp lắm. Mọi người tưởng tượng đi, một cái cô gái người quê ở Bến Tre mà ta nói tóc dài ngang vai, mà cái dốc dáng ta nói xinh ơi là xinh luôn, một vẻ đẹp thước tha uyển chuyển như vậy đó, mà có một cái giọng nói vô cùng có duyên luôn. Biết bao nhiêu người người ta thấy người ta thích, nhưng tới khi người ta hỏi ra hoàn cảnh thì người ta mới biết là cái cô này nè, ba má cô bị ung thư mất. Cho nên là những cái người đàn ông đến với cổ nói chuyện mới qua loa mới biết được cái gia đình của cổ thôi là người ta tự nhiên sắp dép chạy mất tiêu luôn, và không một lần quay trở lại. Và nhiều lần cô ấy nghĩ rằng trời ơi, cô ấy vẫn sống đến bây giờ luôn, vẫn không có chồng luôn. Mọi người tưởng tượng đi, là kêu bằng là gần 30 mấy năm là coi như không có chồng, và vừa rồi cổ mới làm đám cưới với một cái anh chàng kia. Và trong cái đêm tân hôn đó đã xảy ra một cái chuyện vô cùng đặc biệt, và vô một cái bí mật động trời này đã bị bại lộ ra. Và cái chuyện đó là chuyện gì thì em mời quý đại gia đình của mình cùng lắng nghe cái câu chuyện này nha. Thì nhỏ bạn của Ngọc có tâm sự, trời ơi, hồi lúc ta còn con gái, biết không, ta nói bao nhiêu là những người, người ta hàng xóm người ta cứ dèm pha nói là ba má của con nhỏ này nè bị bệnh ung thư mất, bây giờ nếu mà ai lấy nó thì cũng sẽ có những cái máu di truyền á. Cho nên là ta nói đàn ông trong xóm ai cũng thấy cổ lắc đầu chạy mất hết trơn á. Mặc dù những người người ta chưa biết thì người ta còn sắp sắp cho người ta quen được một hai bữa, khi người ta biết được cái quá khứ và cái lịch sử gia đình thì tự nhiên cái người ta không có muốn quen cái cô gái này nữa. Và đến nỗi mà con nhỏ này nó buồn quá thì bắt đầu là nó mới nhờ người ta mai mối ở một cái chỗ kia, bằng ở một cái nơi xa, một cái miền quê xa đó. Thì bắt đầu là có một cái gia đình này cũng khá là khá giả, giàu có. Nhưng mà cái bắt đầu người ta mới tìm một cái cô gái mà còn y nguyên á, cái ngàn vàng còn y nguyên á, kêu bằng là còn zin á. Thì bắt đầu là nhỏ bạn của Ngọc thì đúng luôn cái yêu cầu rồi, là tại vì đó giờ là đâu có quen ai đâu, tại vì ai thấy cũng chạy mất hết trơn. Tại vì không, cha mẹ thì bị bệnh đó, bị ung thư đó, rồi nhiều khi là người ta thấy vậy người ta sợ. Thành thử ra là cái gia đình này nè, là gia đình này chỉ yêu cầu là tìm con dâu là vừa đẹp, vừa dễ thương, duyên dáng, nói chuyện có duyên, và không cần biết là có những cái tiểu sử, những tiền sử gì, nghèo giàu không quan trọng đối với họ, nhưng mà họ chỉ cần là còn y nguyên, còn con gái thôi. Thì cái cô gái này cổ cũng giống như là người đời người ta cứ dèm pha là cổ bị vậy, thành gia đình cổ vậy, thành thử cổ không có chồng. Cho nên là nhỏ này nó quyết định là kỳ này nó lấy chồng đó. Thì khi mà gặp mai mối thì gặp được cái anh chàng này nè đó, thì gia đình người ta là cần một cái cô gái còn y nguyên á. Thành thử ra là vừa nhìn thấy nhau á thì giống như là một cái tiếng sét ái tình vậy đó. Khi mà nhỏ này nó thấy cái anh chàng này là nó yêu liền ngay lần đầu gặp mặt luôn đó. Thì bắt đầu là hai người quyết định là làm đám cưới với nhau đó. Thì cái anh chàng này ảnh cũng nhìn rất là đẹp trai, khôi ngô, tấn tú, cho nên là cái cô gái này cổ nhìn thấy là cổ kết liền, chịu liền đó. Thì kể từ nay là cổ nghĩ rằng trời, vậy là may phước cho mình quá, vậy là mình không có mang tiếng là gái già gái ế nữa, người đời người ta cứ dèm pha đi, cổ cũng nhức đầu chóng mặt với những cái miệng lưỡi thế gian. Rồi khi mà đám cưới diễn ra đó, hai bên gia đình thì gia đình của cổ thì không còn ai, còn có mình bà ngoại thôi đó. Cô chí bác gì thì ta nói cũng có mặt nhưng rất ít, ba mẹ thì mất rồi. Còn gia đình bên anh này thì có ba mẹ, rồi có anh chị em đầy đủ hết. Thì sau khi đám cưới diễn ra thì đám cưới này gia đình già giàu mà, cho nên họ làm đám cưới cho con trai rất lớn lên đình. Và khi đám cưới xong rồi thì tối hôm đó đó,
Thì hai vợ chồng bắt đầu là đêm tân hôn, đêm động phòng. Cho nên là hai vợ chồng tắm rửa xong thì bắt đầu vô trong phòng đó. Thì cái cô gái này cô cũng rất là mừng trong lòng, cũng nghĩ với trời, chị tới kể từ nay mình sẽ được làm đàn bà rồi, mình không có bị người ta nói là mình là gái ế, gái già nữa, không ai lấy nữa. Cho nên cô buồn vì miệng lưỡi thế gian nói vậy đó. Thành thử là bữa nay cũng mừng trong lòng lắm. Cho nên là tối hôm nay cái anh chồng ảnh có một cái điều gì đó kỳ lắm. Anh chồng ảnh tắt đèn. Mà anh tắt đèn thì sau khi anh tắt đèn thì hai chồng mới làm chuyện đó. Thì không biết làm sao nữa, cứ 3 phút cứ cô này gái thì cô thấy cô đếm nha, cô đếm chừng 2-3 phút, tự nhiên cái anh chồng này á, ảnh lật cái chăn, cái mền ra để ảnh nhìn xuống dưới. Và ảnh nhìn xuống dưới xong ảnh lại đóng lại và ảnh tiếp tục ảnh làm tiếp, ảnh làm cái cô này nữa. Thì ảnh làm trong khoảng chừng 3 phút nữa thì ảnh lại lật cái mền ra, ảnh nhìn xuống dưới nữa. Thì cái cô vợ này nè, cổ cũng thắc mắc lắm, cổ nói ủa sao kỳ ta, sao chồng mình đang làm mà không biết ổng bị gì mà tự nhiên ổng cứ lật cái mền ra, ổng dòm dòm rộp dòm riết, hay là ổng dòm coi mình còn còn con gái hay không, không ấy bây giờ là mình cứ bật đèn lên đi cho anh thấy luôn, anh thấy những cái dấu tích là mình còn con gái đi để anh tin đó, để anh đang an tâm, chứ anh cứ làm vậy riết rồi thấy cô này cũng thấy cũng mệt mỏi nữa, nó cứ lật cái mền ra dòm riết không có làm ăn gì nữa trơn. Bắt đầu là cái cô vợ này cổ mới đứng lên, cô bật đèn lên thì ông chồng ổng mới quản hồn, ổng lấy cái mền ổng che lại. Thì cái cô vợ này thấy ủa sao anh, em có cái này em muốn hỏi anh. Thì anh chồng hỏi ủa em muốn hỏi gì em, sao tự nhiên em bật đèn lên sáng trưng vậy. Thì tại vì em thấy nãy giờ cứ 3 phút là anh lật mền ra anh dòm, mà em thì em rất là tò mò không biết là có cái gì ở trong đó mà anh cứ dòm 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 trong đó dòm riết vậy anh. Thì cái anh chồng nó nói trời ơi, là anh không có dám nói gì luôn, cái mặt ảnh xanh lè xanh lét luôn đó. Thì bắt đầu cô vợ này cổ liều mạng cổ gỡ cái mền ra, thì cổ mới thấy một cái bằng một sự thật vô cùng khủng khiếp. Mọi người biết đó là cái gì không? Cổ và ảnh nhìn nhau và cổ đã rơi những giọt nước mắt vì cổ đã không kiềm chế được sự xúc động khi cổ nhìn thấy hai cái chân của ảnh á. Một cái chân á là bình thường, một cái chân là cái chân giả mà ảnh đã tháo ra khi ảnh đi ngủ rồi. Và cái chân này nó làm cái chân giả này làm cho ảnh vướng víu không có làm chuyện đó được, thành thử ảnh cứ nhìn cái chân giả ảnh riết đó. Thì thành thử ra là cái cô vợ cổ mới khóc, cổ khóc bởi vì cổ tội nghiệp cái anh chồng này. Còn anh chồng thì cũng khóc khi thấy vợ khóc. Như anh chồng anh nói là thôi bây giờ anh nói với em á là nãy giờ anh bị vướng víu chân giả này, thành thử anh không có làm gì được hết, thành thử anh cứ nhìn nó riết à. Không ấy bây giờ là thôi ngày mai á, anh sẽ cho em ly dị để em có thể là tìm được một cái người đàn ông xứng đáng hơn hơn là anh. Nhưng cái cô vợ này của nó không không không, em không có chịu đâu. Thì anh chồng anh thắc mắc ủa sao em không chịu, em có thể tìm được người đàn ông khác, bởi vì anh thì anh có một chân gì rồi, anh xin lỗi vì anh đã lừa dối em, lúc mà anh gặp em thì anh đeo cái chân giả vô, anh thử anh có hai cái chân, bây giờ thì anh đã mất một cái chân rồi chỉ còn có một cái chân thôi, thì em có chịu lấy anh hay không. Tại vì gia đình anh á là người ta không có muốn lừa dối em, nhưng do là những cô gái khác người ta đến với anh thấy tiền bạc nhà già giàu vậy, nhưng mà người khi người ta nhìn thấy chân giả thì người ta lại rút lui và không ai thật lòng với anh hết. Cho nên anh rất là buồn, gia đình của anh thì muốn có cháu nối dõi tông đường, thành thử ra mới lừa dối em. Thì anh xin phép xin lỗi em và thay mặt gia đình anh xin lỗi em. Thì cái cô gái này cổ khóc và cổ nghĩ rằng là không, em không có giận anh và em cũng không có gì hết, mà khi em thấy cái chân giả này thì em càng thấy thương anh hơn, bởi vì em cũng không phải là có gì là tốt đẹp lắm, cho nên là anh là một người chồng rất là tuyệt vời đối với em. Từ đó đến giờ thì em không có, em cũng xin phép em nói sự thật luôn, em cũng không có hoàn hảo như anh nghĩ đâu, gia đình em ba má của em cũng bị một cái chứng bệnh ung thư và đã qua đời, cho nên là những người đàn ông trong làng không ai chịu lấy em hết, bởi vì người ta sợ là cái căn bệnh này nó sẽ di truyền sang cho cháu ngoại cháu nội, thành thử ra là người ta thấy em người ta chạy mất dép luôn. Thì bắt đầu là hai hai người ta nói ôm nhau và khóc nức nở, giống như là ông trời sắp đặt cho một cái cơ duyên để họ gặp nhau, và một người thì không có hoàn hảo nhưng mà cái người kia người ta chấp nhận và bù đắp cho cái sự không hoàn hảo đó. Có thể là bây giờ từ đây sắp tới thì cái cô gái này mới nói vậy, thì bây giờ anh không hoàn hảo, còn anh có thể là không làm hoàn trách nhiệm một người chồng được, thì có thể thay đổi là tìm mọi cách để mình cũng có thể là sống với nhau được. Nếu mà mình yêu nhau thì cái gì cũng có thể vượt qua được hết. Cho nên là đây là cái câu chuyện cũng khá là cảm động.
Cho nên là Ngọc xin phép được gửi cái câu chuyện này đến quý đại gia đình thân thương của mình, để cho thấy được rằng là trên đời này có được những cái mảnh, có rất là nhiều cuộc đời, những cái mảnh đời vô cùng bất hạnh, nhưng mà họ cố gắng, họ cùng nhau, họ vươn lên để mà một cái ngày mai tươi sáng. Dù cho ngày hôm nay anh không hoàn hảo, em không hoàn hảo, nhưng họ chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Yêu là mình phải chấp nhận những khuyết điểm của nhau, để cùng nhau, sống cùng nhau nó mới tìm được hạnh phúc. Và đây là cái câu chuyện mà Ngọc cảm thấy nó hay quá đi, của một con nhỏ bạn thân của Ngọc kể cho Ngọc nghe. Cho nên Ngọc xin phép kể quý đại gia đình của mình cùng lắng thưởng thức và lắng nghe câu chuyện này. Và xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe để cái câu chuyện của em. Và em mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là vui vẻ và nhiều niềm vui nha. Xin chào, bye bye.